chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái chiếc nào đây em dựng theo yêu cầu của khách với phiên bản thùng là full option cấu hình cao cấp các bác nhé. Full option cấu hình cao cấp, thùng dây 40 mẫu 2024 và rất nhiều các cái vị trí tay nắm này, phía sau, phía trước, sườn cạnh để thuận tiện cho các bác đi làm ở tổ chức sự kiện, nên là B thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nó không quá là nặng nhọc. Và đây các bác xem đây, bát 40 bát cũ. Đấy, cái này em có hai option nhé, hôm nay em quay này sẽ có hai option với các bác với giá 12 triệu, khoảng 12 triệu là từ 22 côn trăm và tép neo 750 côn 7 4.4. Với cái option thứ hai là thiếu của bác trừ 2.9 triệu tiền của bác, là cái cấu hình là tép 750, thùng bên trong phân tán chả nhôm như cái này. Đấy, như cái này. Đấy, phân tán này thì đã viết mã riêng cho cái phiên bản các bạn xem đây là sử dụng của Black Window 1508 BWX SPKR 8 ohm 1508-8 của TV. Đấy, thì là bác chủ bác có cái bát này rồi, bây giờ tận dụng vào bán đi thì không được bao nhiêu, nên là tháo bát ra nó vào nào đây. Thì cái này em không ưu tiên lắm đâu nhé, nhưng mà thôi, yêu cầu của khách mà cứ làm một mình một kiểu, mình khó tính quá thì khách họ sẽ quay lưng lại, nên là không được làm như thế. Phù hợp với nhu cầu của khách hàng và cũng như là phù hợp với điều kiện các bác sử dụng. Thì đây là một thông số em đã làm tại chỗ luôn. Đấy, vừa con làm tại chỗ luôn. Đây là cái thông số đo tại khoảng cách với tên kia, khoảng 3 mét, khoảng 3 mét. Thì đắp tuyến nó sẽ đẹp từ khoảng, nếu như để thẳng này nhá, hoặc là cộng trừ 10 đến 12 độ hoặc 15 độ thì nó rất là ok. Thì là nó sẽ đẹp từ khoảng 1 kHz đến khoảng 20 kHz là nó khá là đẹp. Pha trên này, trên cái vòng pha trên đây thì nó nhảy như này. Còn cố tình nắn cái pha này, cái đoạn 2 kg này xuống đến đây, em nắn được, trình độ em có thể làm được. Nhưng tự nhiên ý, cái công suất của cái loa nó sẽ bị ăn thêm rất nhiều về cái đoạn trung trầm, ví dụ cái đoạn khoảng 125 Hz này. Nếu đo tại môi trường không ổn định nhá thì nó như này. Đấy, còn khi nhân số lượng lên thì các cái này nó sẽ khác. Và em nói luôn này, các cái thông số này ý, thì chúng ta chỉ quan trọng nhất là cái thông số từ 1 kHz đến 20 kHz, bởi vì cái củ bát này nó không hợp với cái thùng này. Củ bát này không hợp với cái thùng này. Đây, ví dụ như là cái mẫu bản em đo khoảng 3 mét tại sân trước này thì là đây, tự nhiên nó nói lên. Nhưng đo tại khoảng, đây là đo tại khoảng cách khá là xa nhá, tầm 6 mét. Khi đo lại tầm 3 mét thì nó ra như này. Em thành bụng đội màu đi cho các bác dễ nhìn này. Đấy, nên là thông số này nhiều các bác sẽ bảo thế này thế kia, nhưng em mà kệ. Em chỉ quan trọng nhất là cái thông số đoạn từ 1 kHz đến 20 kHz, đo tại một số không gian và điều kiện khác nhau ấy, miễn là cái thông số từ khoảng 1 kHz đến 20 kHz nó khá là đồng đều là được. Còn cái đoạn trầm trung trầm không cần thiết đâu. Đấy, không cần thiết đâu. Đấy, nhá. Đây là đo tại 0 độ này, 5 độ này, 15 độ này, 20 độ này. Đấy, 20 độ này. Đấy, đo từ 20 độ thì được, chỉ cái đoạn này hất lên là ok. Bởi vì loa này nó không có miếng quick phase, nói luôn nó không có miếng quick phase, không có miếng chặn ngang giữa nó bát, nên là thông số nó sẽ như thế. Còn khi mà có cái miếng quick phase, thông số nó sẽ khác đi rất nhiều. Cái miếng quick phase thì làm thì đơn giản, nhưng mà nó gặp phải vấn đề là mỗi một cái loa ấy, thì nó sẽ có một cái thể tích màng khác nhau. Ví dụ như cái thể tích con màng này thì đâu đó nó khoảng tầm 3,5 lít, nhưng với con màng kia thì nó khoảng 3,7 lít. Thế nên là làm cái miếng quick phase để phù hợp với loa này thì lại không phù hợp với loa kia. Nên thông số ra nó sẽ khác nhau, đây là không phải là ưu tiên. Em nói luôn là không ưu tiên với một số dòng nào đây mà tận dụng này. Thế bây giờ có thì cố gắng sử dụng lại, còn cứ theo kiểu của em thì em không dùng 40. Em chỉ dùng dây 25 hoặc 30 thôi. Đấy, là tối đa là dùng 30. Mà 30 làm còn vướng vào vẫn nó còn hỏng ấy, chứ không phải là làm được đâu. Đo nai ray không nên đo 1 mét nha, đo nai ray mà đo 1 mét là các bác không làm được đâu. Em cứ đo tầm 3 mét xong bắt đầu em kéo xa ra 5 đến 8 mét. Xem nó có khá ổn không. Khá ổn là ok, còn không ổn lắm thì thôi, chấp nhận thương đau. Đấy, thì trên đây là giới thiệu qua nhé. Thông số làm thì nó chỉ đương thế thôi, bởi vì cụ loa con bát này các bạn sát cùn, con nào mà sát cùn. Đấy, các bạn nghe kỹ một tiếng khột khột. Con nào cũng bị sát côn, loa thì làm lại hết rồi. À, còn cái bát này bát mới thì không thể sát côn được. Con này thì độ nhạy thấp, con này độ nhạy cao. Con này nó chỉ được vào 97 dB thôi, nhưng con này thì nó được 98 đến 99 dB. Kiểu rất là to. Nhưng mà không ưu tiên lắm về Black Window. Em dùng cái con 2.4 này. Mà đánh cái màng con nó bát này còn nhảy tít mù lên, nhưng mà đánh con kia màng đứng im, không thèm nhảy mấy, nhưng con này là màng nhảy tít mù lên. Loa cũ rồi, nhẹ nó còn khá tốt nhé, nhưng mà không ưu tiên lắm thôi. Bây giờ cứ không ưu tiên lắm thì thành ra là chê đồ của khách cũng dở. Thế nên là cũng tùy thôi nhá, tùy các bác. Còn đây là lưới của nó đây. Hình thức thì xấu nhưng mà chất âm thì là đẹp. Cứ ưu tiên thế là được. Hình thức xấu chất âm đẹp, ok. Trên đây là video em giới thiệu qua cho các bác về dòng loa đây Bát 40, hàng tận dụng của loa bát và phiên bản là full option đầy đủ. Full option đầy đủ như cái mẫu này thì giá là khoảng 12 triệu một cặp. Lấy từ 2 cặp trở lên thì em sẽ hỗ trợ lắp đặt và setup. Đấy. Còn với các phiên bản chỉnh sửa này thì sẽ được cộng thêm chi phí để hỗ trợ setup lắp đặt đầy đủ cho các bác. Làm sao phù hợp này được. Đấy. Kèn bát này, các cái này chống sức. Thôi rồi, thế thôi nhá. Các bác nào quan tâm đến cái phiên bản thùng na ray 40 mở thùng đa năng này thì alo cho em. Giá em sẽ bán cùng với phân tần và nấy thì sẽ từ 2 cặp trở lên. Thì thùng với phân tần là khoảng 9,5 triệu 2 cặp em bao ship nha. Quay lại thì coi xem cái thông số. Đấy, đây cái thông số này. Đấy, đây cũng là thông số này. Đây cũng là thông số này. Đấy. Thấy cái dòng thông số nó củ chuối chưa? Xcover tại khoảng 2 kHz. Với loa ray thì khoảng này là khá là ok, nhưng nếu như mà gọi là người nào làm tham thì em sẽ cho cái Xcover này nó xuống 1,8 kg hoặc là 1,5 kg thì là sẽ là ưu tiên nhất, nhưng cái cổ loa nó sẽ gồng hết cỡ nên nó kéo. Nhưng nếu mà cắt kiểu ý thì nó sẽ phù hợp với cái phiên bản 12 triệu kia, tức là cổ bản mới thì nó hợp hơn. Còn với cái này thì nếu như em làm như vậy thì cái công suất ăn nó rất là nặng và đánh to thì cổ bát nó sẽ nhanh bị khét. Đấy. Cắt thấp nhưng mà đánh to thì nhanh bị khét, bởi vì nó tép nó gồng hết cỡ nên nó kéo. Sau đó bát này nó lại không đạt đến ngưỡng cao ấy. Tức là bản thân của nó bát nó đã làm được cái việc như thế nào thì mình cứ cố gắng cho nó thể hiện hết cỡ đi, sau đó là sẽ đến cái phần nó tép, được không ạ? Đấy. Ok nha. Đấy, đo thì mỗi không gian nó sẽ ra một kiểu khác nhau này. Đấy. Tự nhiên nó đội mũ này này. Đấy. Mỗi không gian nó sẽ ra một kiểu khác nhau, nên là nếu mà lấy quy chuẩn cho array thì tốt nhất là cứ treo lên hoặc là dựng lên theo kiểu như thế kia kìa. Đấy, sau này cho nó khoảng 0 độ thôi. Kia này em đo, còn là em đo lấy mẫu thôi, lấy chỉ cần lấy được cái pha đúng hay ngược này. Ví dụ như cái vừa nãy là xem nó đúng hay ngược pha đây này. Vừa đo xong thì đây gọi là xem đúng pha hay ngược pha. Đấy, ngược pha tép thì cái đoạn 2 kg này nó trũng xuống, còn đúng pha là cái đoạn này bằng phẳng này, khá là bằng phẳng. 1/6 này. Đấy. 1/12 này. Còn lại các cái điểm nó nòi lên này thì mình không can thiệp vội, mình sẽ đo tại các cái điểm xung quanh nữa. Khi thấy mà cái điểm nào nó vẫn bị nòi lên, cố tình nòi lên này thì em sẽ cắt ở trên cái thiết bị xử lý vang số hoặc là cốt số gì đấy. Đó. Nói chung là cố thôi. Loa của khách nó không được như mình mong muốn thì mình cố làm sao nó hay nhất có thể thôi. Chứ bây giờ này cứ áp đặt vào anh ơi hay là bác ơi, chú ơi, cái loa này không được đâu, thì bây giờ ông có cụ nào bát ông vứt đi. Khó nhỉ. Đấy, ok, các bạn nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nha. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bạn trong clip lần sau. Nguyên cái xe bò đẩy từ đây về nhà. Ông bác chơi. Quên mình. Thế là được. em cũng chẳng là biết tới bao giờ ngồi cửa bàn thuyền buông câu hát đợi chờ.